Cảm ơn bạn, cảm ơn Nam Phong nha. Rồi nói chung á, nói với đề tham nhũng để tôi chia sẻ với anh chị các bạn thấy một điều gì, những cái thành phần mà chống phá đất nước bất mãn chế độ rồi đó, nó hay đem cái vấn đề tham nhũng nó làm cái bình phong. Vấn đề tham nhũng ở tại Việt Nam á là nó là chấp nhận được. Anh chị không nên nhớ, nếu mà tham nhũng ở Việt Nam nó tồi tệ đó thì không có đốt thầy bố khỉ mấy cái thằng mà tư bản, mấy cái thằng mà kinh doanh đầu não nó dám đổ tiền đổ của Việt Nam. Tại nó tham nhũng nó làm ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước, nó làm ảnh hưởng tới tiền tệ, nó làm ảnh hưởng tới những cái giới đầu tư. Cho nên ở Việt Nam vấn đề tham nhũng, ngay cả cái ngân hàng mà World Bank, cái ngân hàng mà quỹ tiền tệ thế giới, họ cũng rất là tin tưởng. Tại vì họ biết rằng cả cái thế giới này, ngay cả thằng Mỹ nó cũng tham nhũng, nó tham nhũng từ trên xuống dưới, từ dưới bên dưới bên nọ, nó tham nhũng tè le rét lét, có thằng nào đi tù đâu. Mà Việt Nam tham nhũng rất là triệt để, cho nên những cái giới đầu tư họ nhìn vào đó họ tin tưởng. Và bên cạnh này đó, những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, anh bằng anh chị các bạn nên thấy nó đem cái này ra, nó đem cái này ra làm thành cái bình phong để đặng mà nó dụ những cái người dân trong nước họ bất mãn, cái những người lao động họ vất vả đó, họ thấy tại sao cán bộ vào vậy. Có chuyện cán bộ họ vào họ làm thì nói chung tôi nói anh chị các bạn biết, không có ông nào mà ông tham cả, không ăn ít thì ăn nhiều, không ăn nhiều thì ăn ít, nhưng mà ăn no rồi thì biết lo cho dân. Tại vì nó là cái thương trường, nó là chiến trường thôi, có cung có cầu. Tôi nói bây giờ ngay cả ở ngoài xã hội ai cũng muốn mình ưu tiên hết, mà nếu mà thành ra cũng kiếm cách để đặng mà chung chi đút lót, thành ra nhà nước Việt Nam tìm cách làm sao hạn chế để đặng nó bớt đi những cái tiêu cực đó, nó làm cho xã hội được tốt hơn. Chứ không phải là mình ngồi đó mình lấy cái lý do đó cứ ngồi đó quan tham nhũng mà đưa con đi ra nước ngoài du học. Tôi nói chàng ơi, đại đa số những người dân Việt Nam trong nước bây giờ đại gia rất rất là nhiều, họ đi xe hàng chục tỷ, có người sắm xe cả trăm tỷ, họ đi chiếc xe mấy nóng lạnh luôn, con của họ họ đi qua Mỹ, họ đi nước ngoài giống như đi chợ vậy đó. Tôi gặp một số người á, dân mà nó làm ăn nên làm ra, nó sắm nhà biệt thự biệt phủ dân thường đó, chứ không phải là cán bộ đâu. Nói đến cán bộ, không phải cán bộ nào cũng giàu chị các bạn. Tôi nói có nhiều người làm công an rồi, có người họ tụi nó khổ thấy mẹ luôn. Tôi nói ngay cả bên mấy đứa mà làm công an bên hình sự, giờ tối là nó phải đi nó canh cho người này kia ngủ yên giấc, nó làm bỏ vợ bỏ con, nó phải chiến đấu ngoài những cái của cái chiến trường rất là nguy hiểm. Có nhiều lính ban biên phòng đồn vậy, những người người ta ở ngoài biển đảo biên phòng rồi trực trực diện với những khó khăn. Có những người người ta rất là liêm khiết, những người lãnh đạo cũng vậy, có những người ta rất là liêm khiết, người ta làm việc rất là chuẩn mực, lo cho đời sống của người dân tốt hơn. Tôi đang hỏi các bạn, có đất nước nào như Việt Nam, một đất nước tuy là một đảng, người dân bệnh Covid, đảng những cái cơ quan nhà nước người ta xuống tận nơi tận tâm để đặng mà lo thăm hỏi và chăm sóc. Còn thằng Mỹ, tôi nói không phải là tôi nói xấu cái nước Mỹ, tôi so sánh để cho mình nhìn thấy cái sự thật nó khác biệt như thế nào. Cái nước Mỹ các bạn thấy thằng nào chết bay, chết tọa kệ tụi bay, còn mấy thằng chính trị thì nó leo lên đó đảng phái nó đấu đá nhau, nó đập ý đuổi nhau, nhóm lợi ích thằng này nó bị mất quyền lợi, thằng kia không được thì nó bỏ tiền nó thao túng nhau, rồi dân ở dưới thì cứ đói thì cứ xếp hàng chờ ăn, ăn không có, ăn không có ăn thì chui vô rừng sống. Các bạn thấy những cái cảnh mà Phượng Kali, Hằng Kali rồi đó, khí Nga Kali rồi đó, nó đi quay đó, hồi lúc trước mấy đứa nó đâu dám quay, là lúc trước mà quay đập thấy bà cố lên mạng nó gượt, mấy tụi chống cộng nó gượt, bây giờ đâu dám nữa đâu. Các bạn thấy nó quay không? Đời sống những người Việt của mình rất là nhiều, rất là thương tâm. Tôi nói không phải vậy là để nói vấn đề tiêu cực hay là nói xấu người Việt ở hải ngoại. Tại vì sao? Mình phải so sánh, mình phải nhìn thẳng vào sự thật. Cứ ngồi đó chê Việt Nam tham nhũng cái này nọ, cái sự tham nhũng của Việt Nam người ta đang làm rất là tốt. Những cái người mà ăn ăn mà gọi là làm ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của đất nước đó, là họ đi đi vào lao lý cỡ chức tướng tá rồi là đập dân vô vách hết. Các bạn thấy còn bên Mỹ mấy thằng mà bộ trưởng rồi ngay cả tổng thống làm những chuyện sai, có ông nào đi tù không? Nó có ông nào đi đâu, làm xong về sắm biệt thự biệt phủ. Obama làm 2 nhiệm kỳ, ngày xưa chỉ là một cái luật sư thôi, lòn lách vô bây giờ về sắm biệt phủ. Nếu mà ở Việt Nam coi là mấy ông chống cộng, mấy ông mà ở hải ngoại cờ vàng cờ xí đó, chè đất ơi, nó chửi không còn bờ bến gì luôn, nó chửi đắt bếp luôn. Các bạn thấy
trong khi một cái xã hội tam quyền phân lập như Mỹ đó, bây giờ ai chửi ông tiền ở đâu ra, ông dám minh bạch cái số tiền của ông không? Đó, cái vụ án mà cha con Biden đó, đó là nào dám khui đi, biết bao nhiêu khui trói cao pháp diện cũng ngồi làm tin. Các bạn thấy nó quyền lực đến độ như vậy, mà trong khi đó ở Việt Nam những cái tai to mặt bự mà tham nhũng nó gây ảnh hưởng thất thoát đến ích lợi ích của quốc gia hả, là chính quyền trung ương nó đập văng như vậy. Các bạn thấy ông Đinh La Thăng không, bộ trưởng đó, giờ đây sao nó tù đài rồi lên lên tòa xuống tòa ở tù rồi đó, mà giờ còn kéo ông lên kéo ông xuống mấy cái vụ án khác liên hệ, có nhiều người bị bắt rồi phạt đủ thứ hết. Đừng có đem mấy cái chuyện tào lao đó ra mà cứ nói Việt Nam tham nhũng, chỉ ai mà tin, chỉ có mấy người người ta không hiểu, người ta không biết, người ta mới tin mấy người thôi. Mấy người đi ra bên Mỹ rồi cài chết bà cố luôn, cái ngồi đó ô nước Mỹ của tao, nước Mỹ của tao đi là Việt Nam tham nhũng anh bằng thấy không, nước Mỹ của tao cái gì cũng nước Mỹ của tao là số 1 mà. Mà trong khi đó mình thì những cái vấn đề mà tham nhũng ở bên Mỹ, cái những cái vụ án mà nó đưa ra rồi nó nhận chìm xuồng, tôi nói hai cả cái vụ án tham nhũng ông Nixon đó anh chị các bạn, ông Nixon đó ông tham nhũng cái vụ án bất động sản Watergate đó, các bạn thấy ông có đi tù không, xong ông từ chức rồi bãi 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 hết. Các bạn thấy ông Mỹ nó có cái văn hóa từ chức là coi như bãi hết. Ông Clinton ông cũng làm tầm bậy tầm bạ, ông có đi tù không, nếu mà dân dân cu đen coi đụng vô coi đi tù mọt gông luôn, còn dân mà chính trị của Mỹ coi nó cứ từ chức rồi xong về giường xong, còn dân mà bình thường như cái ông mà Medvedev, ông Medvedev cái ông mà ông làm bên chứng khoán ông gian lận ông tham nhũng 50 tỷ đô á, Trung Quốc ông 180 năm tù Rồi, đó, ông chỉ là dân ok. thường đó. Rồi, cảm ơn Lợi Minh. Ở đây có Thạch Bích muốn Rồi rồi xin rồi lời. rồi anh bạn, Rồi, rồi. Cảm ơn bạn, cảm ơn chị em, dạ xin rồi chào, cảm ơn dạ Lợi Minh. chào microphone mà, dạ ok anh bạn.